Thưa quý vị, món nem rán hay chả giò của Việt Nam mới đây đã lọt vào danh sách 100 món ăn nhẹ được yêu thích nhất trên thế giới, theo chuyên trang ẩm thực Taste Atlas. Món ăn truyền thống của các gia đình Việt đã hấp dẫn nhiều du khách quốc tế bởi hương vị đặc trưng của mình. Và đặc biệt, nem rán cũng đã tạo nên một cơn sốt đối với người dân Ba Lan, với tên gọi mang đậm dấu ấn Việt Nam, Saigon Kỳ. Những chiếc nem cuốn với màu vàng bắt mắt, phần vỏ ngoài được chiên giòn rụm, phần thân nóng hổi, thơm ngon hấp dẫn, hòa quyện với nước chấm chua ngọt đã làm siêu lòng không ít thực khách tại đất nước Ba Lan xa xôi. Món nem ngon, vỏ được chiên rất giòn và bên trong gia vị được tẩm ướp tốt. Tôi rất thích món ăn Việt Nam, tất nhiên tôi nghĩ là nên thử món ăn Việt Nam ở tại Việt Nam nữa. Tôi rất thích những món ăn như nem cuốn, gà chiên giòn và các món cá. Đây là những món chúng tôi hay ăn. Hoạt động từ năm 1988, Bông Sen là nhà hàng Việt Nam đầu tiên tại thủ đô Warsaw giúp đưa món nem rán Saigon Kỳ tới gần hơn với người dân nơi đây. Thời điểm đó, nem rán dường như đã trở thành một cơn sốt đối với những thực khách Ba Lan yêu thích ẩm thực Việt. Hồi đó thì không ai biết là khi mà mở nhà hàng ra thì có khách hay không. Nhưng mà rất là ngạc nhiên khi mà sáng ngày hôm sau mở ra, khách đứng xếp hàng độ khoảng 50 mét trước nhà hàng, liên tục xếp hàng từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối. Thì nói cái thời điểm cao nhất thì bán độ khoảng 300 hoặc 400 cái nem một ngày, chủ yếu là người Ba Lan. Và sau đến du lịch từ bên Mỹ, Canada và các nước ở Tây Âu nó cũng đến, ăn rất là đông. Ngày càng chinh phục được nhiều thực khách Ba Lan và quốc tế, Saigon Kỳ giờ đây đã trở thành lựa chọn không thể thiếu trong thực đơn của hơn 500 nhà hàng Việt Nam tại quốc gia Trung Âu này. Các quán ăn Việt Nam hợp khẩu vị với chúng tôi thường xuyên đến các quán ăn Việt ít nhất một lần một tuần. Chúng tôi khuyến khích mọi người thử những món ăn Việt Nam. Chúng tôi sẽ giới thiệu quán ăn Việt Nam cho những ai quan tâm đến ẩm thực Việt. Là món ăn đặc sắc, mang đậm nét truyền thống của Việt Nam, Saigon Kỳ hay nem rán Việt Nam sẽ là cầu nối mang ẩm thực và văn hóa Việt Nam tới gần hơn với bạn bè quốc tế.